Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay big mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với một tuần lễ của lễ tạ ơn người đời chào Ngọc Lan ngày hôm nay xin chào anh thủy kính chào quý khán giả rất là vui sáng nay nồi nói chuyện đủ thứ chuyện trên đời cả bởi vì tuần lễ của thanksgiving ngọc lan biết ngày hôm nay là một cái uh. ngày mà cho những ai mà họ đi sớm thì còn tốt hôm nay là cái ngày rất tốt bởi vì uh, tin tức ghi nhận được uh, phi trường và phi trường los angeles uh, từ hôm cuối tuần đã bắt đầu bận rộn rồi từ hôm thứ bảy chúng tôi đã nghe những cái báo cáo liên quan đến số người chuẩn bị để rời nhà À, hàng năm nào cũng thế từ lễ tạ ơn cho đến à, giáng sinh mọi người từ nơi xa New York về lại Cali hoặc là ở những nơi khác vân vân à, tụ tập để có được một buổi tối thứ năm này sau đó các em hoặc các cháu hoặc là cả gia đình nữa sẽ ở lại à, cho đến à, ngày thứ hai chúng ta lại thấy ngày thứ hai lại bận rộn vô cùng thưa quý vị cho nên à, vui lắm à, bởi vì à, bước vào tuần lễ tạ ơn nhiều tin tức à, vui để chào đón chúng ta sau à, thời gian đại dịch năm nay à, tôi thấy à, à, sáng nay đi thì thấy vui lắm Ngọc Lan bởi vì thấy giá xăng có cây xăng xuống còn 4 đồng 89 sen 4 đồng 79 luôn nữa à, đó là 4 đồng 89 là cái loại xăng ở giữa đó thưa quý vị 89 ốc uh, octane còn cái loại xăng mà 87 thì còn rẻ hơn nữa cho nên à, họ nói à, giá cả có vẻ giá xăng có vẻ giảm xuống nhưng mà không kịp bởi vì những ai mà mua gà tây vào sáng ngày hôm nay chúng tôi nghe nói là giá cao hơn 30 tới 40%. Cho nên họ nói một bữa cơm gà tây vào tối thứ năm này sẽ tốn phí thêm từ 30 đến 40% cho những gia đình người Mỹ. Và thậm chí sáng nay trên đài NPR đài phát thanh công lập đó họ lại đưa ra những cái đề nghị thay vì những cái món ăn bình thường truyền thống thì họ thay đổi những cái gì mà nó đắt đó, thì thay đổi nhưng mà cuối cùng thì tôi thấy rằng cái việc mà thay đổi là mất đi cái tính truyền thống gà tây đó. <laughs> um, mấy ngày qua đó thì tin tức mình coi thì thấy là giá bữa ăn cho Thanksgiving nó thay đổi rất là nhiều. <laughs> mà đúng là coi ở trên uh, trên online nhiều chỗ người ta đặt nguyên một cái phần ăn luôn mình chỉ mang về thôi theo cái kiểu của Mỹ tức là có gà tây Rồi có những cái uh, stuffing gì đến ngày thứ năm cho... chỉ đến lấy thôi mang chỉ về chỉ đến thôi. lấy thôi uh, nhưng mà khi mà ngọc lan thử đi chợ đi coi gà tây á uh, ừ. ở Costco hôm uh, cuối tuần á uh, thì thấy uh, giá gà tây uh, hình như vẫn vậy à tức là gà tây á chín mươi chín cent một pound cho cái loại này rồi nó có một cái loại organic nữa thì nó ba đồng mấy. Nhưng mà họ có bán giới hạn là mỗi người được mua 5 con thôi. 5 con. 5 con thôi. Thì à, ví dụ như trong hình quý vị nhìn xem, anh Thụy nhìn xem đây cái con này. Ngọc Lan lựa một con nhỏ, tức là nó khoảng chừng 13 pound là nhỏ. Nhỏ. Là, già nhỏ nhỏ. Như vậy thì tính ra là nó cũng chỉ có 10 13 đồng thôi, 12 đồng mấy 13 ừ. đồng thôi. Xong rồi khi mà mình về rồi đó, nó mở ra cái con gà như vậy, ừ. rồi mình mình ướp ừ. nó theo cái cái cách thức này thì nó sẽ rất là ngon rồi để cuối cùng mình nướng ra con gà như thế này. Đây là con gà sáng nay Ngọc Lan vừa nướng xong. Yeah. một lát nữa mời anh Thụy và mọi người trong đài cùng ăn. Thì tính ra nếu mình làm á thì cái giá nó không đắt, nhưng mà những cái phụ phụ liệu đó ví dụ đây là chỉ mới con gà nhưng mà không ai mang con gà như vậy lên bàn hết nó còn một nhiều cái thứ mà để xung quanh nó uh, thì um, giá một lần biết không nhé mà, bởi dạ. vì họ nói nó cái um, giá gà tây cũng lên nhưng mà bởi vì không biết ở những cái nơi mà họ nói xa xôi hẻo lánh ừ. thì đâu có Costco đâu một lần dạ. cho nên chỉ cần thành thị thôi còn những nơi mà nó xa không có thành thị thì người ta phải ra những cái ngôi chợ làng á để họ kiếm thì những ông chủ các ngôi chợ làng này họ nói họ cạnh tranh không lại với walmart costco họ phải mua riêng cái nguồn của họ thì đến khi về tới tay họ rồi họ tốn tiền xăng để chở từ trung tâm trở về đây ngay cả những cái trang trại đó thì costco mua hết hay là walmart đã mua hết rồi họ chỉ còn ít lại một số gà tây cho nên giá gà tây ở nhiều nơi không phải là khu đô thị đã đắt hơn nhiều và ngọc lan có đề cập đến một điểm rất là quan trọng không thể ăn gà Tây mà không có những thứ khác. Đúng rồi. Họ nói potato và <laughs> butter. Butter yeah. ha. Rồi sữa ha. Rồi pumpkin. Toàn những thứ truyền thống của người Mỹ ăn thôi. Mà thưa quý vị. Ăn một bữa cơm truyền thống của người Mỹ um, Thanksgiving. Mình mới thấy được những cái nét đặc biệt của nó. Họ có đủ um, thứ hết Và đây là cái uh, sơ, sơ điểm đó. Bởi vì họ còn có bánh biscuit để ăn với gà Tây. Ừ. Tại vì chết rồi cái gravy cái nước sốt của gà tây nữa rồi có pin rồi đủ hết thứ rồi gà tráng miệng là phải có pie pumpkin pie cho nên đủ thứ hết và tất cả những thứ này nó chọn lại nó sẽ gây tốn kém họ nói uh, tính trung bình uh, mỗi một phần ăn là khoảng 9 đồng ở trong nhà một người thì so sánh với hai năm 2020 là lúc đó chỉ có đâu khoảng 7 đồng hay bao nhiêu thôi. Yeah. Bây giờ thì phải trả trung bình là 9 đồng Đúng rồi. mà nấu ở nhà đó nha. Yeah. Đúng, đó đó là nấu ở nhà. Ừ. Như Thủy nói ví dụ như nãy anh Thủy có nhắc uh, ví dụ như khoai tây đi, uh, trước đây mình mua một Đúng cái rồi. bịch uh, ừ. uh, cái khoai tây nhỏ 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 trong Costco Ủa đó nó chỉ đó, có đó 5 đó 6 đồng đó. thôi, yeah. nhưng mà năm nay gần 10 đồng một bịch rồi cái giá nó khác nhau, thứ tư và mỗi dạ. một dạ. chút nó 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 lên một tí lên một tí đấy. một tí, à, chứ nhìn con gà không á thì ừ. thật ra thì nhìn mình nhìn mình thấy nó không có đắt, dạ, dạ. cho nên à, không biết quý vị sẽ ăn gì, yeah. chúng tôi thì không ăn gà tây, chỉ có hôm nay thì rất là may có ngọc lan nấu con gà tây, mất <laughs> bao lâu thì chuẩn từ lúc chuẩn bị cho đến xong con gà để mang vào đài À, đi chợ mua con gà về ha rồi phải chờ nó rã đông à, không thể nào mình làm làm con gà và mua về làm liền được hết á nó phải rã đông rã đông xong rồi đó mình mới bắt đầu mình cho con gà nó ừ. nó tắm <laughs> nó tắm ở trong một cái nồi gọi gọi là nó nó phải cho nó vô một cái nồi ướp bao lâu 24, 24 tiếng 24 tiếng thì cái lúc đó thì con gà mà mình làm theo tại vì hồi xưa giờ Ngọc Lan cứ thấy ai nói ăn gà tây á người ta rất là ngán tại vì cái thịt nó quá nhiều mà nó nhạt. Nhưng mà ờ uh, khi ướp mà kiểu mình, này thì đã. mình học hỏi được cái uh -huh. cách ướp như vậy á tức là cho con gà nó nằm luôn ở trong cái nồi lật vòng 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 cho nó nó thấm Có kết dùng 24 cái kim đâm vô no, người đó không. No, no, Có người quá. nói tôi chưa lấy cái kim đâm hết vào người đó để cho nó hút cái chất bộ nó vào no. trong người nó. À, thì sau khi như vậy rồi thì <laughs> bắt đầu là mình cho mình nướng thôi nướng nướng thì uh, như con gà này ngọc lan nướng 4 tiếng. bốn tiếng. Dạ yeah, bốn tiếng thì mình cứ bật lửa mình nướng cũng không có phải mất công gì nhiều. 350 độ. ba trăm năm mươi độ đúng à. rồi. Uh, rồi xong rồi thì sáng nay là nó thành phẩm ra con gà đây. Yeah. Dạ. sáng nay là tức là bỏ mấy tiếng hồ. mình yes. nướng từ tối rồi sáng à. nay mình chỉ làm cho nó vàng lên như vậy. để cho nó vàng. Đúng. lúc mà nướng như vậy có phải chết gì lên người đâu à bơ dạ bơ, oh. yeah. thành ra cái cái mùa này á quý vị <laughs> uh, thật ra anh hồi nãy anh thủy đầu đầu ngày vô anh thủy rất là tươi tắn đã bắt đầu mùa thanksgiving ngoài cái chuyện mình đi ra ngoài chợ cuối tuần hay mình đi vào ừ. những cái shopping lớn mình thấy cái không khí nó náo nức ha rồi khi mà nướng gà tây ở nhà đó Trời ơi, cả cái nhà nó thơm bát ngát là cái mùi của của bơ mình chét con gà rồi những cái đồ mình bỏ ở trong cái nước trải ở dưới cái cái nồi để nướng để cho con gà nó thơm đó. Cho nên là đúng là cái không khí lễ hội là như vậy đó. Mình nghe được cái không khí, cái tưng bừng ở ngoài mà nghe cả được cái cái mùi vị của nó nữa. Ừ. Thực sự đó thưa quý vị, cái miếng gà tây á mình lát miếng mỏng xong mình có miếng mashed potato Xong mình dưới cái gravy lên yeah. Xong có tí jam nữa Để vào ăn Thú vị vô cùng Ăn một tí tí như vậy thôi Chứ còn đừng nhìn nguyên con gà tay Thì mình bị ngán lắm Nhiều tin tức nữa Liên quan đến ngày lễ tạ ơn Kính mời quý vị cùng theo dõi Ngay sau phần quảng cáo